Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 là dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm và đang là mối lo của toàn thế giới. Với một số đối tượng, bệnh dịch này càng trở thành điều đáng lo ngại hơn. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Người cao tuổi có tỷ lệ mắc COVID-19 cao hơn, theo WHO, Tổ chức Y tế Thế giới phân tích, người cao tuổi là một trong những nhóm đối tượng dễ mắc COVID-19 hơn và có nguy cơ tử vong cao hơn. Thống kê cho thấy, chiếm tỷ lệ đến 80% bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Vũ Hán là người cao tuổi. Tiến sĩ Trần Quang Thắng, trưởng khoa cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết, người cao tuổi là nhóm có đa bệnh lý như bệnh tăng huyết áp, đai tháo đường, các bệnh về xương khớp, phổi mãn tính. Chính vì vậy, sức đề kháng của người cao tuổi giảm hơn so với các nhóm tuổi khác. Nếu người cao tuổi bị nhiễm COVID-19 sẽ làm cho các bệnh mãn tính đó thúc đẩy chuyển thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, do đó bệnh nhân rất dễ tử vong. Tỷ lệ nam giới nhiễm COVID-19 cao hơn nữ giới. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tuy chưa có nghiên cứu cụ thể về nhóm người có nguy cơ nhiễm Covid-19, nhưng ghi nhận trên thế giới hiện nay, nam giới là đối tượng dễ nhiễm dịch bệnh này hơn nữ giới và hầu hết những người bị viêm phổi cấp đều trên 30 tuổi. Phần lớn những người tử vong do dịch bệnh gây ra, tới 80% là trên 60 tuổi và 70% là do các bệnh nhân mắc các bệnh lý nên kèm theo. Tỷ lệ này là 2,8% đối với nam và 1,7% đối với nữ. Đối tượng tiếp xúc với người bệnh theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, những người tiếp xúc gần với nguồn bệnh dễ nhiễm COVID-19 bao gồm người đi từ vùng dịch trở về, những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với những người đi từ vùng dịch về mà nhiễm bệnh như những người cùng chung sống, sinh hoạt với những người nhiễm bệnh, những người đi cùng máy bay, ô tô, tàu. Trong các đám tụ họp trong bệnh viện mà có người bị nhiễm bệnh, những người làm công tác ở sân bay, cửa khẩu mà phải tiếp xúc với những người nhập cảnh nhiễm bệnh, những người nhà, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Nguy cơ biến chứng COVID-19 tăng cao ở những người hút thuốc. Các chuyên gia y tế Mỹ và Trung Quốc hàng đầu cảnh báo nguy cơ biến chứng virus corona chủng mới tăng cao ở những người hút thuốc, tỷ lệ tử vong cao hơn ở nam giới hút thuốc lá. Nhiều chuyên gia về bệnh phổi cho rằng có mối liên hệ giữa hút thuốc và khả năng phát triển của các biến chứng của virus này. Theo nghiên cứu, COVID-19 tấn công nam giới có thể do lối sống, đàn ông Trung Quốc nghiện thuốc lá nặng. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, 52,1% đàn ông Trung Quốc hút thuốc, còn ở phụ nữ là 2,7%. Tỷ lệ nữ giới mắc COVID-19 thấp hơn nam giới có thể do hệ miễn dịch tốt hơn. Các nhà khoa học cho biết một số yếu tố khiến đàn ông có nhiều khả năng nhiễm bệnh hơn so với phụ nữ là do yếu tố sinh học và một số yếu tố bắt nguồn từ lối sống xét theo khía cạnh miễn dịch nam giới được cho là yếu thế hơn phụ nữ có hệ miễn dịch chống lại virus tốt hơn điều này xảy ra tương tự với nhiều loại virus cơ thể phụ nữ cũng tạo ra các phản ứng miễn dịch mạnh hơn sau khi tiêm chủng và trong cơ thể họ có các phản ứng miễn dịch giúp tăng cường trí nhớ bảo vệ người trưởng thành khỏi mầm bệnh mà họ đã tiếp xúc khi còn nhỏ một giả thuyết khác cho rằng phụ nữ có hệ miễn dịch tốt hơn sẽ mang lại khả năng sống sót cao hơn cho con của họ. Chúng sẽ hấp thụ kháng thể từ sữa mẹ, giúp ngăn ngừa bệnh tật trong quá trình hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh đang phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin sức khỏe ngày mai chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị thông tin xoay quanh chủ đề Luyện tập thể thao mùa dịch Covid-19. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.